Suốt hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với phương châm đem khoa học đến nhà nông, Huyền Trang đã không ngừng nghiên cứu và ứng dụng chế phẩm vi sinh vào canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học, đem lại hiệu quả cao và an toàn. Hiện nay, Huyền Trang đã phân lập hơn 150 chủng Chico đẹp ma, các chủng nấm ký sinh trên côn trùng như nấm xanh Metadizum, nấm trắng Bovaria, nấm tím Bacillomyces kiểm soát tiến trùng, các chủng vi khuẩn Bacillus xả khuẩn từ các vùng canh tác trên toàn quốc. Đội ngũ nghiên cứu Huyền Trang đã cùng các nhà nông áp dụng giải pháp canh tác hữu cơ an toàn và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng nông sản, đồng thời bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Những năm gần đây, nấm Chico đẹp ma được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp để làm phân hữu cơ và đặc biệt kiểm soát cực kỳ hiệu quả nấm bệnh hại cây trồng. Sau đây, phòng nghiên cứu phát triển Huyền Trang xin chia sẻ kỹ thuật nhân giống nấm Chico đẹp ma. Từ bộ giống hơn 150 chủng Chico đẹp ma, Huyền Trang chọn lọc 10 chủng có khả năng phân giải cellulose và đối kháng mạnh với các loại nấm bệnh để sản xuất. Quy trình nhân giống Chico đẹp ma sẽ mất khoảng 20 đến 30 ngày, gồm 3 bước cơ bản: tăng sinh lỏng cấp 1, tăng sinh lỏng cấp 2, tăng sinh cấp 3 trên cơ chất rắn. Nấm Chico đẹp ma từ ống giống được cấy truyền đĩa thạch BDA, Potato Destro Aga. Đĩa giống 7 ngày tuổi được sử dụng như men gốc ban đầu để tăng sinh lỏng. Bổ sung đĩa giống vào bình Eclen chứa một lít môi trường dinh dưỡng đã được tiệt trùng ở 121 độ C, một atmosphere trong 15 phút. Bình được lắc với tốc độ 150 vòng trên phút trong 24 giờ, sau đó bình giống được chuyển tiếp sang thiết bị lên men Bioreactor chứa môi trường dinh dưỡng đã được tiệt trùng theo tỷ lệ 1:10. Nhiệt độ tăng sinh 25 đến 28 độ C, tốc độ khuấy 200 đến 250 vòng trên phút, lưu lượng sụp khí 15 đến 20 lít trên phút. Sau 48 tiếng tăng sinh Chico đẹp ma trong thiết bị lên men Bioreactor, kiểm tra chất lượng dịch lên men rồi phối trộn vào cơ chất rắn như cám trấu, rơm, cơm lúa đã được khử trùng hoặc tiệt trùng để giảm bớt vi sinh vật tạp nhiễm. Trộn cơ chất rắn với dịch sinh khối theo tỷ lệ 1:10, trải vào rổ có độ dày 2-3 cm, nhân nuôi ở nhiệt độ 20-25 độ C, duy trì độ ẩm cơ chất rắn 50-55% trong 5 ngày đầu, đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm Chico đẹp ma phát triển tốt. Trong 3 ngày đầu, nấm Chico đẹp ma bắt đầu hình thành các sợi khuẩn thi trắng và chuyển dần sang xanh trên bề mặt cơ chất. Bào tử Chico đẹp ma bắt đầu hình thành vào ngày thứ tư. Sau 7 ngày, Chico đẹp ma có thể đạt 100 triệu bào tử trên gam. Đảo trộn để Chico đẹp ma sử dụng hết dinh dưỡng trong cơ chất. Đến ngày thứ 14, mật số đạt trên 1 tỷ bào tử trên gam. Để bảo quản sản phẩm lưu thông trên thị trường, Chico đẹp ma sẽ được sấy khô đến độ ẩm khoảng 10-15% là tốt nhất. Đối với sản phẩm dùng để phun, Chico đẹp ma được sấy mịn và sàng qua rây. Sản phẩm luôn được kiểm tra mật số trước khi đóng gói. Hàng năm, Huyền Trang phân phối hơn 20 tấn Chico đẹp ma trên toàn quốc. Quy trình sản xuất Chico đẹp ma được quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt trong từng giai đoạn, đảm bảo độ ổn định, chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh đó, phòng nghiên cứu và phát triển luôn không ngừng cải tiến quy trình để đem đến sản phẩm chất lượng cao và hiệu quả hữu ích trong canh tác hữu cơ bền vững. Thương hiệu Huyền Trang Chico được các nhà nông tin tưởng lựa chọn sử dụng. Cảm ơn quý khách hàng đã yêu thương và tín nhiệm phân vi sinh Huyền Trang trong nhiều năm qua.